tình cũ trịnh sản, Hồ Ngạn Bân bị bắt gặp đi khách sạn với gái lạ. Trang Sohu đưa tin, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Ngạn Bân, tình cũ của trịnh sản tay trong tay với một cô gái vào khách sạn, gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Trong đoạn video, sau bữa tối với vài người bạn, Hồ Ngạn Bân đã ôm và chào tạm biệt bạn bè một cách nồng nhiệt ở cổng khách sạn. Sau đó, nam ca sĩ ôm lấy một cô gái và cô gái cũng ôm eo đáp trả. Cả hai có những cử chỉ trông rất thân thiết. Vẫn trong tư thế khoác vai nhau, nam ca sĩ không ngừng cúi xuống nói chuyện thân mật với cô gái trong lúc chờ xe của bạn bè rời khỏi và nắm tay cùng trở lại khách sạn. Hồ Ngạn Bân vốn được coi là một trong những ca sĩ tài năng nhưng thuộc danh sách trai xấu của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng với tài năng của mình, những cô gái cặp kè với anh đều là những mỹ nhân xinh đẹp. Trước khi đến với Trường Hằng, Hồ Ngạn Bân từng là người tình đầy thị phi của trịnh sản, tốn không ít giấy mực của báo chí trong thời gian dài. Cả hai thừa nhận hẹn hò vào tháng 8 năm 2015 sau khi video hôn nhau bị tiết lộ trên mặt báo. Chuyện tình cảm của cặp sao bị nhiều người phản đối do chênh lệch về ngoại hình. Đến tháng 2 năm 2016, hai người đường ai nấy đi sau khi nam ca sĩ lộ ảnh vào khách sạn cùng một cô gái lạ. Hậu chia tay, cặp đôi bị cắn danh ảnh chụp được hình ảnh lén lút gặp nhau vài lần nhưng không thừa nhận quay lại. Bố của nữ diễn viên từng công khai mỉa mai Hồ Ngạn Bân là của cải trăng hoa trên mạng xã hội. Phía giọng ca sinh năm 1983 cũng đăng bài phủ nhận lăng nhăng, đồng thời cho hay thời gian yêu người đẹp 9X, Ngạn Bân chịu không ít đau khổ. Một năm sau khi đổ vỡ tình cảm, trịnh sản tiếp tục gây chú ý khi xuất bản tự truyện chỉ viết về mối tình giữa cô và bạn trai cũ. Trong một show truyền hình vào tháng 5 năm 2020, trịnh sản bị nghi đã xé tình cũ khi nói nửa đùa nửa thật. Tôi thấy đàn ông thương hại rất tốt, chỉ có điều tôi không trị được họ. Chuyện cũ đã qua, xin đừng nhắc tới. Dân tình đều đồng đoán người mà trịnh sản nhắc tới là Hồ Ngạn Bân. Cả hai từng có khoảng thời gian hẹn hò, tuy nhiên nhanh chóng được ai nấy đi vì rất nhiều tin đồn xung quanh. Tuy nhiên vẫn có ý kiến bán tín bán nghi. Tuy nhiên, ngay khi chương trình lên sóng, nhân vật khiến công chúng dò đoán là Hồ Ngạn Bân đã có động thái cực gắt khi dùng chính giọng văn của trịnh sản để viết bài đăng lên Weibo. Con gái Đông Bắc rất tốt, chỉ có điều tôi không trị được họ, xin cô đừng nhắc tới tôi nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó khi 1 giờ sáng, Hồ Ngạn Bân quyết tâm viết một bài đăng dài bóc phốt tình cũ. Chuyện đã qua bao lâu rồi, cứ hở ra là lôi lại chuyện người yêu cũ để mỉa mai. Mấy blogger chuyên tân bốc lại bắt đầu đăng bài chia sẻ tình tiết. Đã bao năm trôi qua mà vẫn giữ khư khư các kịch bản này, lại còn chụp mũ tôi, báo tôi tự nhảy ra ngoài. Tôi không gánh nổi cái nồi này đâu, ai muốn thì đi ra mà nhận lấy. Cô còn tưởng đây là lễ trao giải à? Vinh quang đặc biệt này, ai muốn lấy thì lấy này, nhanh giúp tôi cái. Sáng nay ngủ dậy đã chuẩn bị tinh thần bị netizen mắng chửi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu, fan của tôi vốn ít, nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải nhẫn nhịn sao? Tự bảo vệ bản thân cũng là sai sao? Tôi nhắc lại một lần nữa, từ bây giờ đừng có mà nhắc tới tên tôi không rảnh. Với lại, đều là người trưởng thành rồi, phải biết bản thân mình có tầm ảnh hưởng như thế nào. Trước khi nói phải biết suy nghĩ, phải biết bình tĩnh, đừng có thừa cơ lôi người khác để tăng độ hot nữa. Những lời đanh thép này của Hồ Ngạn Bân nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Có thể nói, màn phản pháo này lập tức phản kích trịnh sản một cách mạnh mẽ. Hàng trăm ngàn bình luận của netizen trên mạng xã hội đều chia làm nhiều phe khẩu chiến dữ dội. Hồ Ngạn Bân làm đúng lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô trịnh sản thì chúng ta còn lại gì, không có phim, rảnh rỗi tham gia mấy cái talk show là ngay lập tức phải nói về tình cũ tình mới thì mới hả già. Thèm khát độ hot nên phải làm trò này à? Sao không dưng lại bóng gió về tình cũ thế? Cô này trong cà khịa mỉa mai người ta, thấy người ta không nói gì, lại tưởng thế là hay ho nên cứ được đà lấn tới nhỉ. Trịnh sản lần này chắc đau lắm, không ngờ bị tình cũ chơi một vố sát thương tới như này. Không chỉ Hồ Ngạn Bân, Trương Hằng cũng vướng vô số thị phi khi chia tay trịnh sản. Khi hẹn hò với Thương Hằng, trịnh sản nhiều lần ngỏ ý sẵn sàng rời showbiz để chăm sóc gia đình. Không chỉ vậy, cô còn tuyên bố đập mặt xây lại vì tự ti khi hẹn hò với người đẹp trai như tài tử cùng ngắm 10 sao băng. Điều này làm dấy lên cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa hai fandom khi cặp đôi đường ai nấy đi, khiến Trương Hằng trở thành cái đích cho fan nàng tiểu hòa đáng 9X xì xói, mỉa mai là không xứng với tình yêu của trịnh sản. Anh bị cho là kẻ bội bạc, ngoại tình với cố lực na trác sau lưng nữ thần thanh xuân. Vì Trương Hằng bị chỉ trích vì ăn mì thịt bò khi trịnh sản đang gầy gò đến nay vẫn được dân tình nhớ mãi. Trong mắt nhiều người, trịnh sản chịu nhiều tủi nhục đắng cay khi yêu Trương Hằng. Có nhiều ý kiến cho rằng trịnh sản là người quá lụy tình, nhiều lần bị tổn thương trong tình cảm. Thế nhưng việc các bạn trai cũ của cô đều dính phốt cũng khiến dân tình đặt dấu hỏi. Rốt cuộc trịnh sản không có mắt nhìn người hay do bản thân cô có vấn đề? Đặc biệt trịnh sản nhiều lần bị chê trách là kém duyên khi nhắc tới tình cũ ngay trên sóng truyền hình. Thậm chí Hồ Ngạn Bân còn từng bức xúc khi chỉ đích danh trịnh sản lôi mình ra để PR đánh tiếng cho bản thân. Điều này khiến trịnh sản bị mệnh danh là Bạch Liên Hoa, chỉ biết tỏ ra ngây thơ vô tội nhưng thực tế lại đầy toan tính.